Thị Tiên. Mẹ sao rồi em? Trời ơi, quà tình yêu đổi bằng bàn tay của mẹ. Mẹ ơi, Thị Tiên, đừng gọi tới bằng âm thanh triều mến đây nữa. Tôi không ngờ ông là một tên tướng cướp giết người. Trời ơi, ông đã lừa dối tôi, dập bừa lên tình yêu trong trắng của đời tôi. Ông đi đi, Thị Tiên. Đừng đóng kịch nữa. Hãy giữ chiếc nhẫn hộp sòn 11 ly đô. Và ông nên nhớ rằng giữa tôi và ông chờ yêu thương được thay thế bằng hai tiếng hận thù. Từ bây giờ về sau đừng gặp gỡ trong đời người đàn bà bị mất một bàn tay, đó chính là mẹ ruột của tôi. Trời ơi, ông là con thú hay con người? Lấy bàn tay người nuôi dưỡng tình yêu. Tiên ơi em bình tâm bắn ở loạn, anh vẫn là anh vẫn chân rất hiền lương. Em nghe lời ai kết tội nặng nề, thật là tội nghiệp cho anh. Chuyện mẹ em bị người ta ám hại, anh sẽ tìm ra vạch mặt hung đồ. Anh xin em chưa qua lãnh lùng mà tội nghiệp cho anh. Thôi ông ơi, ông đừng gài chối quanh co cho tôi tìm rõ mặt một con người giả ngoa nguy hiểm. Vì chỉ đối mặt cùng ông tôi có đủ chân lý của một quan tòa thẩm chân tên tội phạm. Thì đừng nói gì thêm những lời đường mặt để tiếp tục ru tôi vào cơn đám mây điên loạn. Cái giữa tôi vòng chỉ còn một con đường duy nhất là đường ông. Ông đi đường tôi, tới bước nói ngã chia ly ai phương trời lý biệt. Ông bước vào cơn đám mây điên loạn, còn tôi đêm bước đau thương mà nghe triếu nặng tâm hồn. Đủ sức mạnh để giết ông giữa hận. Mẹ tôi bị tật nguyền tội lỗi ấy do tôi. Một kẻ ác tòng, một kẻ chủ mưu. Thái ơi, anh đã chôn tình ta vào trong tuyệt. Bằng đá phong quay bầu trời nghiêng đổ, ta như cái xác không hồn đang giật giờ phi. Với anh đâu, anh yêu em mà anh chặt tay của mẹ em mà. Không bao giờ có chuyện đó, không bao giờ có chuyện đó đâu em mà. Còn gì nữa đâu mà ông chuyện trò bị thương đau khổ để tiếp lòng ra tâm tồn dạng dối khi ăn tim tôi mới tình trong trắng lòng dần tròn yêu sao bỗng giờ tan tác bằng gì sống cướp mất của tôi những gì nó còn nói ngã. Và lần gặp gỡ nay là lần gặp gỡ sau cùng. Kể từ hôm nay cô gái chúng ta đã hú thầm quán cô đã chia cấp đình. Xin mẹ hãy tha lỗi bất hiếu cho con, con xin dường kiếp này con lỗi để nghe ngóng mắt kiếp dài quanh quẹ. Tôi sẽ về chiều càng thu đồng bơ Thị Tiên ơi, em như canh nén cháo nghiêng ngọt.
ngọn gió đông làm cánh chim tiết da. Còn anh là cội cành xanh la như chim nhỏ đơn côi có nơi xây tổ ấm. Vậy thì em dội ra đi biến thành cơn bão cuốn xây đời anh. Đừng đừng em ơi, đừng để giọt lệ đau thương đông đầy trong bé mắt. Và đừng để trái ngàn diệt chết truyền ân tình. Đàn em như sóng gió ba đào. Thủy Tiên ơi, nếu em nghĩ anh là một tên tội phạm, anh sẵn sàng chết trước mặt em. Cuộc đời anh quá nhiều lẫn đẫn lao đao, dội mắt nhìn đời lạnh lùng ác cảm. Tình yêu của em như giọt nước trăng dương kỳ diệu tươi mát. Lòng anh phơi phới tình hồng. Thị Tiên ơi, lời trách mắng của em như ngàn dao nhọn. Anh xa rời như kẻ bị phanh thay. Không công, anh không thèm suy nghĩ đến đâu. Anh vô tội thì làm sao anh nhận tội chứ. Một kiếp gió sương một đời ngang dọc, thấy nước dọc trời chưa từng rụng sợ trước hiểm nguy. Tiên ơi, em không tin anh sao? Lòng mạnh chân thật, nếu em hiểu lầm để rồi tan vỡ tình ta. Tiên ơi, còn gì đau đơn xót xa, nhìn em rưng rưng lệ trào sôi căm hờn. Thôi em đi, ông càng nói càng lộ ra chân tướng. Sự thật thế nào tôi đã rõ ràng. Thôi thế nơi đây đành dính địa nhóm chật ngân tình góc hồn quán triển. Anh Thái.